top 7 người được yêu mến nhất sát quỷ đoàn. Không phải ai trong tổ chức diệt quỷ cũng được yêu thích. Lắm trụ cột còn bị ghét nữa như anh Đụt, anh Rắn hay là anh Xà chẳng hạn. Được xem là phe chính diện xuyên suốt bộ truyện, sát quỷ đoàn gây thiện cảm nhờ sứ mệnh diệt quỷ cứu nhân. Đúng hơn là toàn trai xinh gái đẹp, không mê sao được. Mờ lem thích cả đội. Mỗi người một tính, có kẻ ghét, tức có người thương. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài mờ lem, ý chí kiên cường mới là thứ khiến 7 cái tên sau đây được yêu thích hơn cả. Ngay bây giờ cùng mình đến với top 7 idol trong sát quỷ đoàn. Bạn yêu mến nhân vật nào nhất? Xem hết video và comment bên dưới cho mình biết nhá. Được rồi, đi thôi. Tanjiro. Mở hàng cho top 7, không ngoài dự đoán, Tanjiro từ một thằng nhóc tân binh vô danh tiểu tốt, việc cậu ấy khuấy đảo hội nghị trụ cột, vô tình tạo được tiếng vang, được các Hashira biết đến nhiều hơn. Kamado Tanjiro, nhân tố bí ẩn kết nối các trụ cột với nhau. Trước khi thằng Men xuất hiện trong tổ chức, Hashira chưa bao giờ gắn kết nhiều đến như vậy. Họ đều rất mạnh và có lòng tự tôn riêng, bởi vì ngang cấp bậc nên chẳng ai chịu nghe ai. Họ chỉ nhận lệnh duy nhất từ một người là chúa công Ubujashiki. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tanjiro xuất hiện. Cậu đã dùng tấm lòng nhân hậu để giúp các đại trụ mở rộng khả năng giao tiếp. Ông hoàng ngoại giao là đây chứ đâu, mồm ác vãi trưởng. Đến cả những người nổi tiếng gai góc như Sanemi hay Obanai sau cùng vẫn mến Tanjiro, thì đủ năng lực cảm hóa lòng người của Tan bá đạo như thế nào. Nói về phần đào hoa, chú bé Tan cũng chẳng thua. Mặc dù nhan sắc không phải top hoa hậu, á hậu các kiểu, được cái khả năng múa mồm quá kinh, cộng thêm mấy tip nắm bắt tâm lý, không có nữ nhân nào trong sát quỷ hội chịu nổi Tanjiro. Cứ tiếp xúc thời gian ngắn, auto ngã như điếu đổ. Có thể nói trong tổ chức, Tan là người hiếm hoi được tất cả đồng nghiệp quý mến. Liệu cậu có biết được bản thân chính là trung tâm của vũ trụ không ta? Bởi vì làm main nên làm gì cũng đúng. Ở ác cuối, cậu còn trở thành idol chủ chốt trong công cuộc tiêu diệt tên chúa quỷ. Không có Tan, sát quỷ đoàn xác định đi hết một lượt mất rồi. Dengoku. Viêm trụ Kyuzuro là trụ cột hiếm hoi được tất cả đồng nghiệp cùng cấp bậc Hashira khen ngợi là chuẩn mực. Mấy khứa ít nói sống hướng nội như Obanai, Sanemi, Giyu hay Muichiro cũng phải dành sự tiếc thương cho viêm trụ khi anh bỏ mạng đô nắp ở ác chuyến tàu vô tận. Xà trụ Iguro thậm chí còn không tin một người mạnh như Kyuzuro lại bị đánh bại. Anh rắn thuộc tuyết người ít khi khen ai, thốt ra được câu đó là biết viêm trụ được tôn trọng như thế nào. Trong dàn trụ cột, anh lửa được xác nhận mà kiếm sĩ Hashira được yêu mến nhất. Không ai có thể ghét bỏ Kyuzuro vì anh quá chuẩn chỉ. Từ sức mạnh, ý chí đến đời sống nội tâm, anh đều làm cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Ba thằng khứa bất hảo cỡ nào mà mới tiếp xúc với Viêm Ca đã có chút phải lòng mất tiêu. Tính cách thẳng thắn, chính trực thật sự khó tìm trong thời buổi loạn lạc. Anh trở thành người hiếm hoi vẫn giữ được bản chất đích thực của một kiếm sĩ. Bài học về ý chí bất diệt của Kyuzuro để lại kinh nghiệm sâu sắc cho những đứa trẻ thuộc thế hệ kế tiếp. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu đã mạnh lên rất nhiều sau sự ra đi của Viêm Trụ. Mặc dù là trụ cột đăng xuất đầu tiên, Kyuzuro xứng đáng là một huyền thoại của bộ truyện Kimetsu no Yaiba. Mitsuri. Chị đẹp của sát quỷ đoàn được xem là người phụ nữ hoàn hảo với ba vòng đầy đủ. À không, dư luôn thì đúng hơn. Mitsuri đơn giản không thể ngăn cản, vừa sở hữu nhan sắc trời ban cộng thêm thiên phú sức mạnh thể chất tuyệt vời. Hiếm có người nữ nhân nào perfect, không tì vết như chị Mit. Nói về tính cách, luyến trụ hòa đồng thứ hai thì không ai thứ chủ nhật. Cô nàng có lẽ là người dễ chịu nhất trong team Hashira rồi. Không thể tìm được ai cư tê tử tế hơn chị luyến của anh Xà. Lần đầu nhìn thấy Tanjiro và Nezuko, Mitsuri khóc rất nhiều, thương cảm cho số phận nghiệt ngã mà hai anh em nhà Kamado phải gánh chịu. Lực bất tòng tâm, quyền lực có hạn khiến cho cô không thể can thiệp, mặc dù rất muốn giúp đỡ cho bé nấm và thằng mền. Trước hai gã đàn ông hầm hố là Phong Sẹo và Xà Trụ, chị luyến bó tay, nhưng khi mọi thứ được giải quyết xong, Mitsuri liền tỏ thái độ thân thiện. Ở làng thợ rèn, họ nhanh chóng kết bạn rồi trở nên thân thiết. Thậm chí Tanjiro còn có những khoảnh khắc thân mật hơn cả lúc cậu ở cùng Tomioka hay Shinobu. Thoải mái với mọi người, vừa cute vừa dễ chịu, thiệt sự là không tìm ra được lý do nào ghét bỏ được người đẹp với mái tóc, hai phai, ba túm thương hiệu. Nếu không phải vì Obanai sẵn có tình ý và ai cũng biết điều đó, rắn cá trong sát quỷ hội ít nhất cũng phải vài ông thầm thương trộm nhớ. Đừng có xạo sự, ai là đàn ông lại không động lòng trước nhan sắc đó, nếu không có thì phải xem lại giới tính của mình đi nhá. Kageya. Chúa công Ojakata từng bị một số thành phần không thích chỉ vì ngài không thể tự cầm kiếm lên và chiến đấu.
Việc một người thủ lĩnh suốt ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự rộng lớn, vung tiền nuôi quân rồi ra lệnh mặc cho thuộc hạ sống chết đã khiến cho Sanemi giai đoạn đầu cực kỳ căm phẫn. Thậm chí anh từng có khoảnh khắc đáng quên túm cổ chúa công chửi như con. Sau khi biết rõ ngọn ngành lý do, Phong Sẹo thật sự đã biết ăn năn hối lỗi và từ đó tuyệt đối trung thành với người được gọi là chủ nhân. Ujaikata tuy không có sức mạnh nhưng mà ngài sở hữu trí tuệ của một thiên tài, đặc biệt cần nói đến tấm lòng Bồ Tát che chở cho những mảnh đời bất hạnh. Đa số thành viên gia nhập sát quỷ đoàn đều trải qua quá khứ đau thương mất mát, ít nhiều liên quan đến lũ quỷ xấu xa. Ngài đã dang rộng bàn tay giúp họ có bến đậu tuyệt vời, không còn phải lo lắng về chỗ ăn chỗ ở. Cách đối nhân xử thế của Kageya nhận được sự tôn trọng từ mọi thành viên trong tổ chức, không cần nghiêm khắc hay dùng vũ lực như chúa quỷ Muzan. Chính sự chân thật và lòng nhân từ của chúa công đã chinh phục trái tim những cô cậu thanh niên trai tráng. Người đời gọi đó là giác ngộ công đức vô lượng. Shinobu bị đánh giá yếu nhất trong các Hashira. Không sao cả, vai trò của Shinobu chưa chắc gì đám đàn ông mặt mày bặm trợn đã làm được. Thừa hưởng gia sản triệu đô từ gia tộc, địa phủ trang viên được quy hoạch lại trở thành trạm xá chăm sóc cho các kiếm sĩ bị thương từ chiến trường trở về. Dịch vụ ở đây full option từ A tới B, massage rác hơi 50k có đủ. Thế nên ông nào cũng phải liệu hồn ăn nói nhỏ nhẹ với nhà cô Chô để nhận được ưu đãi tuyệt vời mấy cô em gái cute săn sóc cho. Trưởng tộc Shinobu nhìn thì dễ gần, chứ cô cũng khó tính phết. Khó khăn với những kẻ xấu, còn vui vẻ với những người dễ thương. Cách mà Shin-chan đối xử với Tanjiro khác một trời một vực. Nét mặt lúc đối đầu thượng nhị Duma ở pháo đài vô cực. Yêu ghét rõ ràng, chỉ có thầm thương, trộm nhớ là không dám nói ra. Vì vậy mối tình anh đụt với chị Điệp chưa chớm nở đã vội tàn. Là trụ cột giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cứu thương của sát quỷ đoàn, không ai bắt bẻ được Shinobu với nụ cười xã giao ấy. Từ trước tới nay, chỉ có Tanjiro dám mạnh miệng tuyên bố nắm thóp cô nàng. Dù sao, tính cách dễ gần sao cũng được giúp Điệp tỷ lọt top những người được yêu mến nhất tổ chức sát quỷ đoàn. Đẹp là được, nhan sắc luôn là lợi thế lớn đúng không anh em? Nezuko. Đây rồi, sao mà bỏ sót được cô em gái quốc dân Nezuko. So với Inosuke và Zenitsu, Nez có được nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với các trụ cột lẫn chúa công Ujaikata. Nhớ không lầm, hai khứa kia còn chưa có được diễm phúc nói chuyện với ngài ấy. Trong khi Nezuko nhờ đi theo Tanjiro mà liên tục được diễn kiến, còn được nâng niu như báu vật sau khi cô bé tiến hóa năng lực kháng lại ánh mặt trời. Ngay từ đầu bé nấm chiếm được cảm tình của những người quyền lực nhất tổ chức, cô chinh phục cả những tên được dựa khó nhằn nhất nhờ sự quyết tâm nói không với máu người và vẻ ngoài cute nhìn thấy phải yêu. Nezuko quá dễ thương đi, nhìn ngắm bé cưng tí thôi không đổ mới lạ. Cả Yushiro, thanh niên cứng mấy trăm tuổi, còn đỏ mặt nữa là Tan có được nhỏ em gái chí quá, bộ trưởng bộ ngoại giao đấy, không đùa được đâu. Hai chị đẹp trong sát quỷ đoàn hết mực yêu mến huynh đệ nhà họ. Trong khi Mitsuri xem Nez không khác gì đứa em gái, ngược lại mới chơi với nhau có một đêm mà Nez đã quấn quýt bên cạnh chị Mit. Về phía mấy thằng đàn ông, Tomioka thì khỏi phải bàn rồi, không có anh ấy khó lòng Tan và Nez được toàn mạng. Chính Giju đứng ra bảo kê tận răng bất chấp bị cả làng phản đối. Sanemi, cha nội cọc tính thế nào, sau cùng vẫn phải đến tận nơi xin lỗi em bé cưng. Dạo trước hầm hố bao nhiêu, đến ngày gặp lại, cứng họng không dám nói nên lời. Cô bé cùng với anh trai của mình là hai nhân tố chủ chốt trong chiến dịch diệt trừ chúa quỷ. Không phải vì quá ham muốn chiếm hữu Nezuko thì Muzan cũng không cần thiết phải quá vội. Chủ quan để rồi sập bẫy chúa công Kageya dẫn đến sự thoái trào sau 1000 năm thịnh vượng. Giyomei, nham trụ được công nhận là mạnh nhất sát quỷ đoàn, mặc cho các trụ cột đều sở hữu sức mạnh tương đương cùng cấp bậc, nhưng Giyomei thật sự ở một vị thế khác hẳn. Anh được mệnh danh là thiên tài kiếm sĩ vì chỉ cần 2 tháng gia nhập để trở thành một trụ cột. Trước đó còn tay không hạ gục con quỷ hung tợn. Điều đặc biệt, anh mù lòa từ nhỏ, hoàn toàn chiến đấu với năng lực cảm quan không gian vị trí, là người lớn tuổi nhất trong team lại theo đạo Phật. Giyomei thuộc kiểu người vô cùng trưởng thành và nghiêm túc, anh lại càng dễ bị rung cảm trước những mảnh đời đau thương. Giống như Mitsuri, Himejima không kìm được nước mắt khi chứng kiến tình huynh đệ của hai anh em nhà Kamado. Tuy nhiên anh cũng nói nếu như Nezuko phạm luật, nham trụ sẽ không tha thứ mà thẳng tay trừng trị. Nói chung, chính tà rõ ràng, không có ngoại lệ, sùng đạo lại còn đeo tràng hạt các thứ, anh sát sinh cũng không ít hơn ai đâu nhá. Đại khai sát giới, lũ quỷ, anh gọi đó là nhân từ đức độ. Được đồng đội tôn trọng và thuộc cấp ngưỡng mộ sức mạnh, Giyomei không hề kiêu căng mà còn lấy đó làm động lực tiếp tục phát triển. Tư tưởng của anh không được dừng lại cho đến khi nào tên chúa quỷ Muzan bị khai tử.
Hiển nhiên không ai ghét được người anh cả trong sát quỷ đoàn, nếu có chỉ là mấy con quỷ xui xẻo đụng phải top 1 kiếm sĩ thời đại mới và chẳng còn đường nào để thoát lui. Giúp, trên đây là video 7 cái tên được yêu thích nhất trong sát quỷ đoàn. Anh em muốn mình làm ý tưởng gì nào, comment bên dưới nhé. Như thường lệ, ba bạn may mắn sẽ lên sóng số này là bạn Giyu Yoshinobu, thăm nêu cứ tưởng, à mà thôi, tưởng gì, ông lại đâm ra mấy cái suy nghĩ đen tối đúng không? Tôi hiểu hết ý mấy ông đồng râm rồi nhá. Bạn Zenitsu 23340, lâu rồi em không bình luận nhỉ, chắc anh quên em rồi. Làm gì phải quên, át quen dần với việc bị phũ rồi, đến lúc nào đó cũng chai lì cảm xúc, mất đi sự quê từ lâu rồi. Bạn Rui, nhô, chào bựa trụ đẹp trai. Bựa trụ đẹp trai chào lại bạn nhá. Hạ Ngũ Rui dạo này có còn đi giật em gái người khác nữa không ta? Ok, chúc anh em một ngày vui. Đừng quên bấm like, share, combo subscribe kênh giúp tớ nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See ya!